người, mình là Huyền Trinh và trước mặt mình đây là sản phẩm bếp từ đôi phải nói là xuất sắc khi đứng đầu trong phân khúc hàng cao cấp hiện nay. Chiếc bếp từ đôi này đến từ dòng thương hiệu Carlite, thương hiệu đồ dùng cao cấp châu Âu. Và sản phẩm mà mình giới thiệu ngày hôm nay là chiếc bếp từ đôi Carlite GL39 phiên bản nâng cấp mới nhất năm 2021 này. Điều tạo nên đẳng cấp cho chiếc bếp từ đôi Carlite GL39 này đến từ mặt kính Sorcery cao cấp này đây. Kính xuất phiên được là sản phẩm từ đôi thành công quốc tế hàng đầu với hơn 125 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nguyên vật liệu thân thiện. Mặt kính Sorcery có khả năng chịu lực lên đến 70-80 kg, khả năng kháng chống lại với sức nhiệt độ đột ngột lên đến 700 độ C. Chế độ booster cũng chính là một tính năng đặc biệt để tạo nên sự đẳng cấp cho chiếc bếp từ đôi siêu cấp này. Khi được hỗ trợ đẩy tổng công suất đun nấu lên đến mức 4.400W sẽ giúp các chị em tiết kiệm được tối đa thời gian, có thể nấu ăn nhanh hơn gấp 2 lần so với các phòng bếp thông thường. Và đây là một trong những ưu việt chỉ có ở trong các dòng bếp cao cấp mà thôi. Các tính chức năng của em bếp từ đôi Carlite GL39 này được điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng xung quanh chuyển thông minh và được thiết kế cảm ứng đa điểm như phản ứng rất nhạy và chính xác cho đến từng thao tác sử dụng. Các chức năng hiển thị trên bề mặt bếp được lắp laser sâu nên có tuổi thọ bền hơn nhiều so với các loại bếp thông thường. Carlite GL39 phiên bản nâng cấp này sở hữu tính năng inverter rất ưu việt, tiết kiệm điện năng lên đến 30%, giúp cho lượng nhiệt được duy trì đều, không bị ngắt nghỉ như các dòng máy thông thường. Và tất nhiên rồi, việc trải nghiệm nấu ăn của tất cả các chị em chúng mình sẽ trở nên thật dễ dàng và ngon hơn nữa. Mông từ của Carlite GL39 được sử dụng toàn bộ bằng đồng nguyên chất với hệ thống kiểm soát nhiệt thông minh, có khả năng tắt từ sinh lên với mức gia nhiệt chỉ sau từ 3 đến 5 giây, cực tối ưu công năng khi sử dụng. Ngoài ra, kỹ thuật còn có tác dụng hạn chế và dư địa côn trùng không để thu vào trong bếp. Bếp có thông minh khi có khả năng giới hạn nhiệt độ và tự tắt điện khi bếp bàn nào không sử dụng. Từ đồng nhận diện đánh đổi đến thân thức với các thách thức sau người đặt lên nó, bếp cũng được trang bị tính năng khóa khẩn cấp hết sức an toàn, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ. Tự động ngắt bếp khi chờ nước ra nút on off. Đẳng cấp của bếp Carlite GL39 không chỉ đi từ thiết kế, chất lượng mà còn đến từ chế độ bảo hành. Với chế độ bảo hành là 36 tháng đang là chế độ bảo hành dài nhất hiện nay so với các dòng bếp điện từ đôi của Liên Hợp Quốc. Bếp được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan nên các chị em có thể hoàn toàn yên tâm về độ bền cũng chất lượng của em bếp này. Hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của Huyền Trinh sẽ giúp tất cả các chị em có thêm thật nhiều thông tin hữu ích để lựa chọn cho mình những sản phẩm bếp điện từ đôi thật phù hợp nhất nha. Và hiện tại thì Carlite GL39 đang có rất nhiều khuyến mại hấp dẫn. Nếu các bạn đang quan tâm về sản phẩm thì hãy nhanh tay truy cập vào website carlite.vn hoặc liên hệ với số hotline 1900 1850 để được hỗ trợ sớm nhất và chính xác nhất nha. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.